Trần Xuân. Dạ. Lão già. Đóng cửa. Hả? Ờ. Quỳ xuống. Hả? Ta kêu người quỳ xuống. Trần Xuân, ta cho người coi vật này. Ngươi nhìn cho kỹ. Đây là cái gì? Khoan nói ra. Để ta nói hết đã. Ngươi nói với ta, phu nhân đã chết 3 năm rồi, có phải không? Ừ. Khi nãy Quyên Nhi cô nương đưa ta coi cái châm này, nói rằng 2 năm trước Đặng Xưng từng giao thủ với phu nhân ở tại Vân Nam. Thật ra là sao? Giải thích cách nào? Lão già, thật ra lúc phu nhân bỏ nhà đi, con có từng đi tìm, nhưng lúc đó phu nhân đã xuất gia làm ni cô. Phu nhân không cho con nói với lão già, nói là nếu con nói phu nhân sẽ tự sát. Rồi sao nữa? Kể đó, tức là từ ngày lão già được thả ra từ đại lao, phu nhân từng trở về nhà, nói lão già hãy quên phu nhân. Tiếp theo, con có giữ phu nhân nhưng phu nhân không ở lại. Thì quá đáng. Trương Xuân, ngươi quả thiệt là to gan. Phu nhân đã về tới ngay cửa nhà rồi, đúng hay không? Tại sao không giữ phu nhân lại giùm cho lão gia? Ngươi không biết lão gia đi khắp nơi để kiếm phu nhân à? Ngươi làm việc kiểu nào? Suốt ngày cứ nói đau lòng vì lão gia. Ngươi đau lòng vì lão gia? Theo ta thấy, lòng của ngươi đã bị con chó ăn. Con cũng muốn, nhưng đâu có giữ lại được. Con cũng muốn phu nhân trở về nhà, nhưng lúc lão gia cùng với Quyên Nhi cô nương ở trong đại lao tỏ tình âu yếm với nhau, phu nhân đã biết được hết. Con đã quỳ xuống năn nỉ phu nhân, nhưng phu nhân cứ đòi đi, con còn cách nào hơn? Ra ngoài đi. Lão già muốn yên tĩnh một mình. Lão già, Trường Xuân biết lỗi rồi. Ngươi không có lỗi, là lỗi của lão già. Trường Xuân, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tránh gặp mặt với lại Quyên Nhi của nương. Nếu như có thể ít tiếp xúc một chút. Lão già không định thành thân với Quyên Nhi cô nương sao? Vậy mình đi tìm phu nhân ha. Không nên. Tại sao chứ? Trần Xuân, đi ngủ sớm đi. Lão già, con biết lão già đang nghĩ cái gì. Nếu tìm được phu nhân trở về thì Quyên Nhi cô nương sẽ đau lòng. Nếu không đi tìm phu nhân thì cảm thấy có lỗi với phu nhân. Cho nên bây giờ lão già đang tự dằn vặt mình, có đúng không? Lão già đâu có thể như vậy. Lão già vừa có thể đi tìm phu nhân, vừa có thể cưới Quyên Nhi cô nương nữa mà. Lưỡng toàn kỳ mỹ đó. Im miệng. Con không im. Lần này dù lão già đánh con cũng phải nói. Lão già nghĩ coi, mấy năm nay chúng ta đã sống những ngày thế nào? Chỉ có 2 đôi đũa và 2 chén cơm. Nếu có một ngày con rời xa lão già thế nào?
Nếu con chết thì ai chăm sóc lão già đây? Trường Xuân, xem chúng ta đã quên, ngươi và Tiểu Khanh tình cảm rất tốt. Con... Trường Xuân, tên này ngươi và Tiểu Khanh muốn làm gì thì làm. Nếu cảm thấy đúng lúc thì nói lão già biết. Lão già giúp ngươi và Tiểu Khanh thành gia lập thất. Lão già đừng có nói chuyện khác, con không phải ý này. Trường Xuân không phải là người trọng sắc khinh bạn. Nếu lão già bỏ Quyên Nhi tiểu thư thì con cũng bỏ Tiểu Khanh. Con đau lòng vì lão già, vì lão già đó. Tiền Phong, muội đã ăn nhiều trái cây rất là ngon nha. À, mở miệng ra. À, để Quỳnh tự ăn. Mau lên. Trường Xuân. Dạ, chuyện gì? Nè, Hoa đại nhân hẹn với ta bàn về chuyện Đồng Chánh. Đồng Chánh? Ta hỏi Hoa đại nhân hẹn ta chỗ nào bàn về chuyện Đồng Chánh đi. Hoa đại nhân đã hẹn đại nhân lên xe của ổng nói chuyện Đồng Chánh. Được, ta biết. Quyên Nhi, muội cũng thấy ta và Hoa đại nhân có chuyện bàn. Vậy được. Nha, đừng nói chuyện quá lâu, muội đợi huynh ha. Được. Trường Xuân. Hả? Đợi lão già nói chuyện xong quay về, ngươi đưa cho ảnh. Ờ. Việc tiếp đón Khâm Sai chuẩn bị thế nào rồi? Theo lời ngài đã dặn thì hình nguyện của hai vị Khâm Sai, hạ quan đã lo xong hết. Mười mấy năm nay Tiền đại nhân không về dân nam, lần này phải để ổng ăn những món phong vị của quê hương. Lão già yên tâm, tiểu nhân đã tìm đầu bếp giỏi nhất ở Côn Minh này. Ừ, còn 5 ngày nữa chắc cũng sắp tới. Trường Xuân. Ờ. Lão già của người lại đang nói chuyện Đồng Chánh nữa hả? Phải, con đang nói chuyện của Hòa đại nhân. Đã nói bao nhiêu ngày mà vẫn nói chưa xong sao? Chuyện Đồng Chánh không phải đơn giản đâu. Toàn là tìm đồng, đào đồng, nấu đồng, bán đồng, nói mấy ngày cũng không hết. Ê, thôi được rồi, ngừng xe. Hòa đại nhân, mau ngừng xe. Hòa đại nhân. Quyên Nhi cô nương, có chuyện gì? Chuyện gì vậy? À, muốn tìm Tiền đại nhân để nói chuyện. À, Tiền Quỳnh. À, mà lên xe. Ừ. Lên xe đi. Tiền Quỳnh, Quyên Nhi cô nương muốn tìm Quỳnh để nói chuyện kìa. Đi đi, xuống đi. À. Nè, đi. Quyên Nhi, đừng có như vậy, mọi người sẽ nhìn thấy. Thấy được thì thế nào? Muội không có để ý tới họ. Muội hỏi Quỳnh, tới khi nào thì Quỳnh mới rảnh để cơ ngự với muội? À, gần xong rồi. Qua 7-8 ngày nữa chuyện của Đồng Chánh sẽ được nói hết. Qua 7-8 ngày nữa thì chúng ta đã tới Công Minh. Quỳnh còn nói, còn nói là dạy cho muội cưỡi ngựa, chèo thuyền. Nè Quỳnh Nhi, hoàng thượng kêu Quỳnh tới dân nam thị sát. Quỳnh muốn luôn tiện tìm hiểu chuyện Đồng Chánh. Muội mặc kệ, chỉ biết Quỳnh nói ra là phải giữ lời. Quỳnh Nhi, chuyện của hoàng thượng là đại sự, không phải tầm thường. Để Quỳnh rảnh một chút thì đi chơi với muội. Mấy hôm nay muội hãy kiếm Trường Xuân và Tiểu Khanh trò chuyện với muội. Tiền Phong. Thank you.
nhất thôi à. Mau lên xe đi đi. Trường Xuân, ta cũng muốn cưỡi ngựa. Đi. Có gì mà làm phách quá, không nhìn ta, ta không nhìn ngươi thì đúng hơn. Tiêu Khanh, hai hôm nay Trường Xuân không nói chuyện với muội hả? Không phải, đã mấy ngày rồi anh không có tìm muội nói chuyện. Nói chuyện với anh chỉ nhìn muội cười có vẻ nhan hiểm và nhích mép thôi. Thiếu Thơ, có phải tiền đại nhân cũng bỏ mặt Thiếu Thơ? Bỏ mặt thì bỏ mặt, có gì hay ho. Tiêu Khanh, chúng ta không ngồi xe, chúng ta đi bộ. Nhà đẹp vào trong, cẩn thận. Hãy đem vào trong đi, mau. Tại sao xe ngựa của Nguyên Nhi Tiểu Thơ vẫn chưa tới vậy? Đúng. Trường Xuân, mau đi coi. Nguyên Nhi Tiểu Thơ sao không ngồi xe? Ta thích đi bộ, ta thích đi, không được sao? Từ đây tới Cao Kiều Trấn tới 7-8 dặm đường, đi bộ tới nơi thì trời tối. Nếu người sợ tối thì người cứ đi trước. Thì tôi cùng đi bộ với hai người.